Trong số tất cả các hành tinh trong vũ trụ, trái đất rõ ràng là tốt nhất cho sự sống phải không? Hiện tại, trái đất có thể tuyệt vời, nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra một vài thế giới thậm chí còn tốt hơn cho sự sống. Những ngoại hành tinh được mệnh danh là trái đất thứ hai. Trong hành trình tìm kiếm các hành tinh có khả năng sinh sống được, các nhà khoa học tìm kiếm trái đất thứ hai, những hành tinh gần giống với hành tinh của chúng ta. Một trái đất thứ hai được đặc trưng bởi kích thước tương tự như trái đất. Điều này làm tăng khả năng có bề mặt là đất đá. Ngoài ra, điều cần thiết là hành tinh phải quay quanh một ngôi sao có kích thước và bức xạ tương tự như mặt trời của chúng ta. Đồng thời, duy trì khoảng cách tối ưu trong vùng có thể ở được hay vùng Goldilocks. Trong hành trình này, các nhà khoa học phát hiện một thiên thể ấn tượng ẩn nấp cách chúng ta 1.100 năm ánh sáng trong chòm sao Lyra. Cứ sau 112 ngày, ngoại hành tinh Kepler-442b hoàn thành một vòng quay quanh ngôi sao loại K là Kepler-442 ở khoảng cách bằng một nửa khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Khoảng cách gần như vậy có thể dẫn đến nhiều vấn đề đối với sức khỏe của bất kỳ dạng sống tiềm năng nào có trên ngoại hành tinh. Thông thường, các hành tinh quay quanh các ngôi sao chủ của chúng sẽ bị khóa thủy triều, dẫn đến một môi trường khắc nghiệt tiềm ẩn trên bề mặt của chúng. Tuy nhiên, Kepler-442b nằm ngay bên ngoài phạm vi mà lực hấp dẫn của ngôi sao có thể gây ra hiện tượng khóa thủy triều. Các ngôi sao loại K thường mở hơn so với mặt trời. Ngoài ra, bản thân Kepler-442 là một ngôi sao nhỏ hơn và lạnh. Vì vậy, ngoại hành tinh xung quanh nó ở một vị trí tối ưu, cách ngôi sao chủ khoảng 0,4 đơn vị thiên văn. Các nhà khoa học coi các ngôi sao loại K là một điểm tiềm năng trong quá trình săn tìm các thế giới có thể ở được. Mặc dù chúng không sáng bằng sao loại G và không tồn tại lâu như sao lùn đỏ loại M, nhưng chúng mang lại sự kết hợp thuận lợi giữa các đặc tính. Chỉ trong vòng 100 năm ánh sáng tính từ mặt trời của chúng ta, có ít nhất 1.000 ngôi sao K. Chúng có thể tồn tại từ 15 đến 45 tỷ năm. Và trong toàn bộ vòng đời của mặt trời của chúng ta, khoảng 10 tỷ năm, các sao lùn màu cam chỉ đạt được độ sáng khoảng từ 10 đến 15%. Trong khi đó, mặt trời của chúng ta có thể khiến trái đất không thể ở được chỉ trong 1 đến 2 tỷ năm. Vậy, Kepler-442b hứa hẹn như thế nào? Các nhà thiên văn học thường phân loại các hành tinh dựa trên khả năng sinh sống tiềm năng của chúng. Thang đo cập nhật được gọi là chỉ số môi trường sống. So sánh cải thiện dựa trên các phương pháp trước đó bằng cách xem xét nhiều yếu tố. Nó tính đến thành phần của hành tinh, ưu tiên các hành tinh có thành phần đất đá, cũng như độ lệch tâm của quỹ đạo của nó. Điều này ảnh hưởng đến sự ổn định của ánh sáng và nhiệt nhận được từ ngôi sao. Ngoài ra, thang đo còn xem xét suất phản chiếu, đo lượng năng lượng mặt trời được phản xạ bởi bầu khí quyển của hành tinh. Những yếu tố kết hợp này đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng sinh sống, ngay cả trong trường hợp quỹ đạo không đều. Cũng giống như chỉ số tương đồng với trái đất, chỉ số khả năng sinh sống nằm trong khoảng từ 0 đến 1, với giá trị càng cao, cho thấy khả năng sinh sống càng cao. Trên cả hai thang đo, Kepler-442b được ấn định giá trị xấp xỉ 0,84. Thật không may, ngoại hành tinh này quá mờ và nhỏ để có thể chụp ảnh trực tiếp bằng các kính thiên văn hiện tại của chúng ta. Việc du hành tới Kepler-442b sẽ mất 1.700.000 năm đối với tàu thăm dò không gian nhanh nhất mà con người từng được tạo ra. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể làm là nhìn vào sinh quyền của nó. Trong một nghiên cứu dành riêng cho việc kiểm tra mức độ bức xạ nhận được bởi các ngoại hành tinh có khả năng sinh sống được, Kepler-442b nổi bật là đặc biệt thú vị. Nó nhận được gần như đủ ánh sáng mặt trời để hỗ trợ một sinh quyền quan trọng mà kính viễn vọng không gian James Webb có thể phát hiện được. Khi James Webb nghiên cứu thế giới này, chúng ta cũng có thể muốn nó mở rộng phạm vi quan sát sang một ngoại hành tinh hấp dẫn khác. Kepler-452b là ngoại hành tinh giống trái đất đầu tiên được tìm thấy quay quanh một ngôi sao giống như mặt trời, và nó có thể là một ứng cử viên hoàn hảo để trở thành một thế giới có thể ở được. Trở lại năm 2015, các nhà khoa học coi đây là hành tinh giống trái đất nhất từng được phát hiện và có lý do cho điều đó. Giống như mặt trời, Kepler-452 cũng là một ngôi sao loại G có cùng nhiệt độ, nhưng già hơn 1,5 tỷ năm. Mặc dù ngôi sao sáng hơn 20% và có đường kính lớn hơn 11% so với mặt trời, nhưng năng lượng mà nó mang đến ngoại hành tinh chỉ nhiều hơn khoảng 10% so với trái đất nhận được. Với kích thước gấp 1,6 lần hành tinh của chúng ta, có hơn 50% khả năng siêu trái đất này là một thế giới đất đá. Ngay cả quỹ đạo của hai hành tinh cũng giống nhau. Chu kỳ quỹ đạo của Kepler-452b là 385 ngày. Kepler-452b nằm trong vùng có thể ở được của ngôi sao của nó, xa hơn khoảng 5% so với khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Các nhà khoa học tin rằng hành tinh này đã có một khởi đầu quý giá trong quá trình phát triển sự sống so với trái đất, vì nó đã trải qua 6 tỷ năm trong vùng có thể ở được của ngôi sao. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu Kepler-452b có tất cả các điều kiện phù hợp để sự sống xuất hiện trên bề mặt của nó ngay từ đầu. Tuy nhiên, gần đây các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng Kepler đáp ứng một số điều kiện đó. Một nghiên cứu cho thấy rằng nếu nồng độ CO2 của ngoại hành tinh trong bầu khí quyển tương tự như lượng khí trong khí quyển quan sát được trên trái đất, thì ngoại hành tinh đó có thể ở được. Vì vậy, sẽ như thế nào để chúng ta sống trong thế giới xa lạ này? Vì hành tinh này có khối lượng lớn hơn trái đất, nên nó cũng có khả năng có lực hấp dẫn bề mặt mạnh hơn. Trong môi trường mới, con người sẽ cần phải thay đổi trọng lượng của mình, trải nghiệm cảm giác nặng gấp đôi so với khi ở trên hành tinh của chúng ta. Ban đầu, con người sẽ gặp phải những thách thức về khả năng di chuyển, nhưng theo thời gian, chúng ta sẽ trải qua quá trình thích nghi, mở đường cho quá trình tiến hóa tự nhiên diễn ra. Các nhà khoa học tin rằng, giống như lính cứu hỏa khiêng vác nặng, cơ thể chúng ta sẽ thích nghi với môi trường mới, dần dần khỏe mạnh hơn. Thông qua hoạt động thể chất tăng cường, xương của chúng ta sẽ phát triển khả năng phục hồi, chống lại lực hấp dẫn mạnh kéo chúng ta xuống đất. Qua nhiều thế hệ, những đứa trẻ sẽ được sinh ra với thể chất cường tráng vốn có, vượt qua khả năng phục hồi thể chất của những đứa trẻ sinh ra trên trái đất. Tuy nhiên, không phải mọi thứ sẽ khác đi. Nhờ vị trí gần ngôi sao hiện tại, Kepler-452b sẽ có cảm giác như đang ở nhà khi có ánh nắng mặt trời và nhiệt độ bề mặt. Thực vật vẫn sẽ dựa vào quá trình quang hợp làm nguồn năng lượng chính của chúng, duy trì tốc độ và cường độ tăng trưởng tương tự như trên trái đất. Các nhà khoa học cũng suy đoán ngoại hành tinh có thể có bầu khí quyển dày, nước trên bề mặt và các núi lửa đang hoạt động. Nếu như hầu hết các dự đoán đều đúng, Kepler-452b là một ứng cử viên rất hứa hẹn cho trái đất thứ hai. Nhưng nó có thể không tồn tại lâu như vậy. Các nhà nghiên cứu cho rằng hành tinh này có thể trải qua hiệu ứng nhà kính nhanh chóng trong khoảng 500 triệu năm nữa. Hiện tượng tương tự đã khiến sao Kim trở thành một thế giới nóng như thiêu đốt bằng cách giữ lại một lượng lớn carbon dioxide trong bầu khí quyển của hành tinh, khiến nó dày gấp 90 lần so với trái đất. Tuy nhiên, đó là 500 triệu năm, đủ thời gian để loài người đặt chân tới đó và gọi nó là quê hương. Kepler-452b có vẻ thú vị, nhưng nó không phải là thế giới Kepler duy nhất cho thấy sự hứa hẹn, và đó là một thế giới thực sự xa xôi. Ngay cả ánh sáng cũng phải mất 1.800 năm mới đến được ngoại hành tinh này. Nhưng nếu chúng ta lấy vật thể nhân tạo nhanh nhất từng được tạo ra thì sao? Phá kỷ lục tốc độ của chính nó khi tiến đến gần mặt trời của chúng ta. Tàu thăm dò mặt trời Parker đang bay vút lên với tốc độ 190 km/giây. Đây là một thành tích nổi bật. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ bằng 0,063% tốc độ ánh sáng. Nếu chúng ta tưởng tượng một hành trình trực tiếp từ trái đất đến ngoại hành tinh Kepler-452b, thì tàu thăm dò vẫn cần 2,8 triệu năm dài đằng đẵng để đi qua vùng rộng lớn 1.800 năm ánh sáng. Gần hơn một chút, cách trái đất 500 năm ánh sáng, trong chòm sao Cygnus là Kepler-186, một ngôi sao lùn đỏ. Chính tại vị trí này, các nhà khoa học đã phát hiện ra ngoại hành tinh đầu tiên có kích thước bằng trái đất, quay quanh một ngôi sao xa xôi trong vùng có thể ở được. Kể từ đó, các nhà thiên văn học tin chắc rằng có nhiều thế giới trong vũ trụ có đường kính tương tự trái đất, và liệu chúng có thể có những điều kiện cho phép tồn tại nước ở dạng lỏng trên bề mặt của chúng hay không? Ngoại hành tinh Kepler-186f chỉ vượt quá kích thước hành tinh của chúng ta chưa đầy 10%. Với chu kỳ quỹ đạo là 130 ngày, thế giới xa lạ này nằm ở ranh giới bên ngoài của vùng có thể ở được. Sau đó, Kepler-186f nhận được khoảng 1/3 năng lượng nhiệt mà trái đất nhận được từ mặt trời, khiến điều kiện của nó giống với điều kiện trên sao Hỏa hơn. Tuy nhiên, thay vì là một bất hạnh, sự chênh lệch này mang lại một lợi thế độc đáo. Các sao lùn đỏ được biết là có các vết lóa mặt trời mạnh, tăng độ sáng lên gấp đôi trong vòng vài phút. Nhưng ngôi sao Kepler-186 nhỏ hơn, ít khối lượng hơn, mát hơn và không sáng bằng mặt trời. Vì vậy, ngay cả khi nó trải qua những đợt bùng phát bức xạ thường xuyên, ngoại hành tinh có thể ở đủ xa để tránh những hậu quả thảm khốc. Tiềm năng về nước lòng và sự tồn tại của sự sống trên Kepler-186f không chỉ được xác định bởi khoảng cách của hành tinh với ngôi sao của nó, mà còn bởi các điều kiện khí quyển của nó. Vị trí hiện tại của ngoại hành tinh có thể chỉ ra nước đóng băng trên bề mặt. Tuy nhiên, kích thước lớn hơn của nó cho phép tạo ra bầu khí quyển dày đặc hơn so với trái đất, có thể giữ và phân phối nhiệt, có khả năng làm ấm nước. 4 hành tinh khác trong hệ là Kepler-186b, Kepler-186c, Kepler-186d và Kepler-186e chỉ có kích thước bằng một nửa hành tinh của chúng ta và tất cả chúng đều có chu kỳ quỹ đạo ngắn lần lượt là 4 ngày, 7 ngày, 13 ngày và 22 ngày. Điều này làm cho các thế giới này cực kỳ nóng và không phù hợp với sự sống như chúng ta hiểu hiện nay. Chúng ta phải mất một hành trình 780.000 năm để đến được Kepler-186f. Nhưng hãy tưởng tượng rằng, vào một thời điểm nào đó trong tương lai xa, con người phát minh ra một con tàu vũ trụ có tốc độ giới hạn bằng 90% tốc độ ánh sáng. Trong khoảng 550 năm nữa, con cháu của chúng ta sẽ đặt chân lên Kepler-186f. Trải nghiệm của họ sẽ như thế nào? Ngôi sao lùn đỏ Kepler-186 nhỏ hơn và mờ hơn mặt trời của chúng ta khoảng 25 lần. Nếu bạn đang đứng trên bề mặt của ngoại hành tinh vào giữa trưa, độ sáng của ngôi sao sẽ tương tự như mặt trời của chúng ta khoảng 1 giờ trước khi mặt trời lặn. Các nhà khoa học cho biết, hành tinh này duy trì độ nghiêng trục ổn định, cho phép nó có các mùa đều đặn và khí hậu ổn định, giống như ở trên trái đất. Dựa trên các tính toán, các nhà khoa học đã xác định rằng độ nghiêng dọc trục của Kepler-186f vẫn ổn định trong khoảng thời gian dài hàng chục triệu năm. Sự ổn định như vậy là rất quan trọng vì độ nghiêng thất thường có thể gây ra những hậu quả thảm khốc, biến một hành tinh có khả năng sinh sống được thành một thế giới cằn cỗi và không thể ở được. Hãy nghĩ về sao Hỏa, nơi độ nghiêng không ổn định có thể đóng vai trò chính trong việc hình thành các điều kiện bất lợi hiện tại của nó. Cho đến nay, việc tìm kiếm trái đất thứ hai hoàn hảo vẫn tiếp tục và một số ứng cử viên tốt nhất được tìm thấy một cách tình cờ. Vào năm 2020, Kepler-1649c tình cờ được phát hiện trong quá trình xem xét các quan sát trước đây, sau khi ban đầu bị phân loại nhầm là một ngoại hành tinh lang thang. Các nhà khoa học vẫn chưa biết nhiều về thế giới này, bao gồm cả bầu khí quyển của nó, nhưng Kepler-1649c có thể nhận được 75% ánh sáng của các vì sao so với trái đất và do chu kỳ quỹ đạo ngắn hơn nhiều, chỉ 19,5 ngày, nên nó có thể có nhiệt độ tương tự như nhiệt độ mà chúng ta trải nghiệm ở đây, trên hành tinh của chúng ta. Nếu Kepler-186f thiếu bầu khí quyển giữ nhiệt, nhiệt độ bề mặt của nó sẽ vào khoảng -39 độ C. Mặc dù điều này có vẻ không thuận lợi, nhưng nhiệt độ trái đất không có khí nhà kính cũng sẽ thấp hơn, khoảng -18 độ C. Ngay cả khi bầu khí quyển của hai hành tinh tương tự nhau, Kepler-186f vẫn sẽ cần nhiều khí nhà kính hơn để bù đắp cho sự khác biệt này. Nhiều thế giới khác trong vũ trụ có điểm tương đồng với trái đất về nhiệt độ hoặc kích thước, như Chapis 1F, Chapis 1D, Tree Garden C và Thoi 700D, và những ngoại hành tinh này nằm gần chúng ta hơn nhiều. Cho đến nay, Kepler-1649c dường như không thể với tới. Khoảng thời gian du hành kéo dài 470.000 năm nằm giữa chúng ta. Nhưng khi thời gian đến, đó sẽ là một hành trình đáng giá, vì không hành tinh nào trong số những hành tinh lân cận này có thể phù hợp với sự kết hợp độc đáo được tìm thấy trong Kepler-1649c. Ngoại hành tinh phi thường này không chỉ có khả năng chia sẻ các đặc điểm kích thước và nhiệt độ của hành tinh chúng ta, mà nó còn nằm thoải mái trong vùng có thể ở được của ngôi sao chủ của nó, khiến nó trở thành một khám phá thực sự đặc biệt. Hệ sao này cũng có một hành tinh thứ hai gọi là Kepler-1649b, lớn hơn trái đất khoảng 8%, nhưng nằm gần ngôi sao chủ hơn nhiều. Do tỷ lệ chu kỳ quỹ đạo 4/9 khá bất thường giữa hai thế giới, nên có khả năng có một hành tinh thứ ba đang ẩn náu trong hệ thống. Chẳng bao lâu nữa, các đài quan sát thế hệ tiếp theo sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều manh mối hơn về khả năng sinh sống của những thế giới này. Trong hệ sao Kepler-62, có hai hành tinh nằm thoải mái trong vùng có thể ở được. Bộ ba hành tinh còn lại trong hệ là Kepler-62b, Kepler-62c và Kepler-62d quay quanh quá gần ngôi sao Lyra ca, khiến chúng trở nên quá nóng và không thích hợp để duy trì sự sống. Các nhà khoa học nhận thấy Kepler-62e và Kepler-62f đặc biệt hấp dẫn vì chúng có khả năng là những thế giới giàu nước. Các ngoại hành tinh này có xếp hạng chỉ số tương tự trái đất, lần lượt là 0,83 và 0,69. Kepler-62e hoàn thành một quỹ đạo quay quanh ngôi sao của nó sau mỗi 122 ngày, trong khi Kepler-62f có chu kỳ quỹ đạo dài hơn là 267 ngày. Bầu khí quyển của Kepler-62e được cho là có mây dày đặc và hành tinh này được cho là có khí hậu ấm áp và ẩm ướt liên tục, kéo dài đến cả các vùng cực của nó. Những điều kiện này làm cho nó trở thành một môi trường đặc biệt thuận lợi để hỗ trợ sự sống. Một nghiên cứu từ năm 2014 đã đề xuất khả năng tồn tại một mặt trăng lớn trên quỹ đạo của Kepler-62e. Nếu đúng như vậy, tỷ lệ ngoại hành tinh trở thành một thế giới có thể ở được sẽ còn tăng cao hơn nữa. Điều này là do các mặt trăng lớn cần thiết cho sự tiến hóa của sự sống phức tạp. Thông qua các lực thủy triều, chúng giúp điều chỉnh chuyển động quay và độ nghiêng trục của hành tinh. Điều này có tác động trực tiếp đến các kiểu khí hậu của nó. Các mặt trăng cũng cung cấp một lá chắn bảo vệ, làm chệch hướng hoặc hấp thụ các tác động tiềm tàng từ các tiểu hành tinh hoặc sao chổi, sau đó bảo vệ hành tinh và cư dân của nó. Mặc dù Kepler-62f ở vị trí xa hơn, có nghĩa là nhiệt độ trên bề mặt của nó sẽ mát hơn, nhưng nó vẫn có khả năng thân thiện với sự sống. Nhưng ngay cả khi giả thuyết này đúng, thì việc hình dung ra một nền văn minh công nghệ tiên tiến dường như là một thách thức, do không có đất đai, kim loại và yếu tố cơ bản là lửa. Các quy trình như luyện kim, quan trọng đối với tiến bộ công nghệ, dường như là không thể đạt được. Tuy nhiên, sự phức tạp của tự nhiên mở ra khả năng tồn tại những sinh vật sáng tạo hơn chúng ta rất nhiều, có khả năng tìm ra những cách thay thế để vượt qua những thành tựu công nghệ hiện tại của chúng ta. Có lẽ, ngay cả khi chúng sống dưới nước. Nếu nhân loại quyết định gửi một thông điệp trên tàu Parker Solar Probe tới bất kỳ sự sống ngoài trái đất thông minh nào có thể sinh sống ở những thế giới kỳ lạ này, thì họ sẽ nhận được nó không sớm hơn 1.850.000 năm kể từ bây giờ. Nhưng nếu chúng ta gửi một tín hiệu vô tuyến ngày hôm nay, nó sẽ đến được hai ngoại hành tinh chỉ trong vòng 1.200 năm, một cái chớp mắt trên quy mô vũ trụ. Mặc dù Kepler-62e và Kepler-62f không phải là trái đất sinh đôi lý tưởng ngày nay, nhưng bản chất luôn thay đổi của các hệ hành tinh hứa hẹn rằng những thế giới này có thể trải qua những thay đổi mang tính biến đổi. Hành tinh của chúng ta đã từng hoàn toàn chìm trong đại dương. Tuy nhiên, theo thời gian, nó đã biến thành một thế giới đa dạng của cả đất và nước. Các nhà nghiên cứu dự đoán sự phát triển trong tương lai của các ngoại hành tinh này, suy đoán rằng cuối cùng chúng có thể tiến hóa thành các môi trường gợi nhớ đến trái đất, với sự tương tác hài hòa giữa các vùng đất rộng lớn và các đại dương xung quanh. Trong khi đó, ngay cả ở trên trái đất, chúng ta cũng có một thứ kỳ lạ như cá bay. Vì vậy, không có gì lạ khi cho rằng có những sinh vật sống tồn tại trên hai ngoại hành tinh này. Chúng có thể khá phức tạp. Một trong những thách thức lớn nhất trong việc nghiên cứu các thế giới xa xôi là khoảng cách rộng lớn liên quan. Tuy nhiên, chúng ta có thể không phải đợi những chiếc kính viễn vọng siêu tiên tiến mới giải quyết được thách thức này. Dữ liệu từ Kepler và cơ quan vũ trụ châu Âu cho thấy rằng trong số tất cả các ngôi sao giống mặt trời trong vũ trụ, một nửa có thể chứa các thế giới đá có khả năng sinh sống được và một số ngôi sao này có thể ẩn nấp trong vùng lân cận vũ trụ của chúng ta. Điều này có nghĩa là có 95% khả năng có ít nhất một trái đất thứ hai đang ẩn náu ở đâu đó cách chúng ta 20 năm ánh sáng. Cái chúng ta cần là thời gian và lòng kiên trì. Một khi chúng ta tìm ra nó, chắc chắn sẽ làm thay đổi tiến trình lịch sử loài người. Các bạn khán giả của Thiên Hà TV yêu quý, vậy là thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, các bạn có suy nghĩ gì? Bạn có ý tưởng hay góp ý gì muốn gửi đến chương trình để có những video hay hơn nữa? Hãy nhanh tay để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Và các bạn hãy ủng hộ chương trình bằng cách like, subscribe kênh Thiên Hà TV và bật nút chuông thông báo để ủng hộ và đón xem những video mới nhất hay nhất mỗi ngày. Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của các bạn trong suốt thời gian qua.